Bạn cũng sẽ kiểm tra trước xem nào. Kiểm tra hệ thống OBC trước nhé. Đây, bạn có thể cho nó vào phần tay các bạn thấy được không? Nào, em cho tay đi. Thấy mát không? Thấy mát không? Trong trường hợp mà bệnh nhân có đờm dãi hoặc là có mũi thì bạn cũng sẽ hút và làm vệ sinh mũi trước cho bệnh nhân tương tự như là vừa rồi nhé. À, nên bây giờ tôi sẽ đưa cái hai cái gọng này vào trong mũi cho bác và bác sẽ thở nhé. Các bạn thấy là sẽ hơi cong đúng không? Nó sẽ hơi cong, các bạn sẽ đưa cái chiều cong nó xuống dưới như này nhé. Không, đừng bạn nào đưa ngược lại nhá. Nó có một cái phần này các bạn có thể dùng. Các bạn sẽ có hai cách để cố định căn nguyên. Một là các bạn cố định dưới cằm bệnh nhân như thế này. Các thấy vừa chưa? Đó là một cách. Cách thứ hai này, các bạn sẽ cố định trên đầu bệnh nhân. Thấy vừa chưa? Mình lưu ý khi cố định vòng bắt đầu đừng bạn nào cố định ở phần sau gáy bệnh nhân, bệnh nhân nằm xuống nó sẽ đau nhá. Đó là hai cách cố định. Khi bệnh nhân đã, mình cũng phải quan sát đánh giá bệnh nhân 10-15 phút một lần sau khi đã thở oxy xem có đáp ứng tốt không đúng không? Tương tự thôi, bạn cũng sẽ rửa tay và ghi hồ sơ nhá. Trong trường hợp mà bệnh nhân không phải thở oxy nữa, mình tháo như thế nào? Cũng tương tự thôi, các bạn sẽ không khóa hệ thống oxy trước mà mình sẽ tháo ra trước nhá. Trong trường hợp ít khó thở hơn vừa rồi hả? Sử dụng cái cani này ạ. Rồi tí nữa cô sẽ nói. Khi các bạn bóc lại nó là vô khuẩn. Tức là nó bình thường nó sẽ trong một cái túi. Xong khi dùng xong có những trường hợp ví dụ bệnh viện ở tuyến huyện chẳng hạn, hoặc là một số bệnh viện người ta có thể tái sử dụng lại thì người ta sẽ phải ngâm khử khuẩn và đi hậu vô khuẩn, sau đó thì các bạn dùng thì sẽ bỏ được cái hộp vô khuẩn ra nhé. Bây giờ sẽ chuyển sang cho các bạn kỹ thuật thứ ba là thở oxy qua mask. Các bạn cũng sẽ phải nhận định bệnh nhân và cho bệnh nhân ở cái tư thế thích hợp trước khi mình tiến hành thở oxy đúng không? Các bạn sẽ điều chỉnh này. Với mask này thì thở oxy lưu lượng từ bao nhiêu? Bao nhiêu? Từ 6 đến 12 nhé. Đây, ví dụ bệnh nhân của cô hôm nay thở oxy lưu lượng là 6 lít trên phút chẳng hạn. Các bạn cũng sẽ kiểm tra này. Các bạn có thể thử vào phần mu bàn tay là sẽ thấy khí bay ra là sẽ mát mát. Được. 6 đến 12 là lưu lượng thôi, còn tùy xem chỉ định của bác sĩ cho bao nhiêu thì mình sẽ điều chỉnh lưu lượng phù hợp như thế. Các bạn sẽ úp sao cho cái phần mask này nó che kín phần mũi, phần miệng của bệnh nhân. Các bạn sẽ phải lựa tùy bệnh nhân mà mình lựa chọn cái mask có kích thước phù hợp nhé. Với trẻ con chẳng hạn thì mask nó sẽ phải nhỏ hơn. Thế nào là mask vừa? Vừa là khi cái mask này nó sẽ trùm kín mũi và miệng bệnh nhân vừa hay đến cằm. Cái này nó sẽ hơi rộng một tí đấy. Các bạn sẽ vòng cái dây qua đầu bệnh nhân này. Và điều chỉnh, có thể là điều chỉnh để cho phù hợp với mặt của bệnh nhân. Bác thấy vừa chưa? Thì cũng sẽ quan sát đánh giá lại bệnh nhân sau khi đã cho thở oxy có đáp ứng tốt không nhé. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân cũng có không trong một thời gian thở oxy, bác sĩ thấy nó không cần thở oxy nữa, sao chỉ định rút thì mình cũng sẽ làm tương tự thôi. Bỏ đi để rửa khử khuẩn được chưa? Các bạn
hôm nay là mình học ba kỹ thuật thở oxy đúng không?